Vâng, em bên điện tử Tomo Chí Linh Hải Dương xin mến chào toàn thể các bác và anh em nhé. Trở lại với video tiếp theo buổi trưa ngày hôm nay ngày 16 tháng 3 năm 2021. Còn đây là một video bên em tiếp tục giới thiệu test hai cặp loa bãi xịn BMB, mã sản phẩm đầy đủ của loa là CV450C gửi lên thành phố Hòa Bình. Còn những cái đơn hàng bên em nhận buổi trưa ngày hôm nay thì là đã được đóng gói rồi. Còn đây là hai cái đơn hàng chốt cuối buổi trưa ngày hôm nay bên em test gửi đến hai bạn. Và thì đầu tiên bên em xin được giới thiệu cặp đầu tiên là bên em test gửi đến bạn Lương Tiến Mạnh. Bạn có địa chỉ tại số nhà 23/175 tổ 6 phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình. Và đây là cặp thứ hai này. Cặp thứ hai là bên em test gửi đến bạn là Bùi Tá Luật. Bạn có địa chỉ tại thôn Trành, xã Liêm Sơn, Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Và hai cặp là bên em đều test gửi đến tỉnh Hòa Bình. Và những cặp loa 450C bên em tuyển về còn nguyên bản nhé, gân nguyên bản của nó luôn. Đấy. Thường dòng 450C này phải thay gân, nhưng mà cái lô này bên em nhập về vừa rồi nó rất là zin, gân này nó rất còn rất là dai nhé, anh em sử dụng còn được một vài năm nữa, rất ok, đều gân zin nhé, gân zin đánh tiếng bát đánh rất mềm, độ nhún cao, cái gân này nó mềm hơn cái gân mới này, không lai bát tép. Đây là những cặp loa 450C, mã sản phẩm CV450C nhé, bát 25, 2 tép. Những cặp loa bãi xịn còn zin nguyên bản bên em đang chào bán với giá là 5 triệu rưỡi. Vâng, 5 triệu rưỡi cho một cặp loa 450C. Đây BB này. Mã sản phẩm đầy đủ là CV450C. Chở kháng 8 ohm và công suất 500W, là made in China. Đây là những cặp loa bãi Nhật xịn được sản xuất tại China. Vâng, 5 triệu rưỡi các bác và anh em có nhu cầu một cặp loa 450C hàng bãi xịn, xin anh liên hệ cho bên em theo hai số điện thoại 0974637646 và 0918249265. Em test cặp cho anh nha. Đây là cặp của bạn là Lương Tiến Mạnh nhé. Đây này. Bát tép rất là đều. Đây.